Hiến tặng giác mạc là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, với thông điệp cho đi là còn mãi. Thời gian qua, việc đăng ký hiến giác mạc ở tỉnh Ninh Bình đã và đang lan tỏa, thu hút nhiều người tham gia. Hiện Ninh Bình là địa phương có số người hiến giác mạc chiếm 50% của cả nước. Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là nơi có người Việt Nam đầu tiên hiến tặng giác mạc sau khi qua đời vào năm 2007 là cụ bà Nguyễn Thị Hoa. Từ đó đến nay, Kim Sơn có 417 người hiến tặng giác mạc ở 21 trên 25 xã thị trấn. Phong trào hiến tặng giác mạc ở Kim Sơn đã và đang được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền, được Bộ Y tế đánh giá là địa phương đi đầu cả nước về phong trào hiến tặng giác mạc. Dịch Covid nó làm khó khăn trong cái việc mà tổ chức vận động cũng như là thực hiện cái hiến tặng giác mạc. Trên là bắt đầu từ năm 2023 thì phong trào tiếp tục được triển khai đồng bộ để đẩy mạnh, tiếp tục phấn đấu tăng thêm cái số người mà đăng ký cũng như là thực hiện tốt cái công tác mà tiếp nhận cái giác mạc của những người đã đăng ký. Đến nay, tất cả các huyện và thành phố của tỉnh Ninh Bình đã có người đăng ký hiến mô tạng đứng đầu cả nước với con số là 15.000 người, trong đó có 437 người hiến giác mạc, chiếm khoảng 50% số người hiến giác mạc trong cả nước. Xác định đây là một việc khó, do vậy chúng tôi sẽ tích cực, kiên trì, bền bỉ. Trước mắt là sẽ tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên. Hai nữa là tích cực tuyên truyền vận động người dân đăng ký hiến mô tạng. Cái thứ ba nữa là kịp thời tôn vinh những cái tấm gương người thật việc thật đã tình nguyện hiến mô tạng cũng như hiến giác mạc. Hiện phong trào hiến tặng giác mạc ở Ninh Bình đã hình thành một mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên nhiệt tình tham gia vận động tuyên truyền về hiến tặng giác mạc để đem lại ánh sáng cho người bệnh, thông qua đó nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về công tác chăm sóc và bảo vệ đôi mắt nói chung, cũng như về các vấn đề liên quan đến hiến tặng giác mạc và các bệnh lý về giác mạc nói riêng. Mùa khô năm nay, hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long dự báo diễn ra gay gắt hơn mọi năm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân trong vùng. Những ngày cuối tháng 2 năm 2024, nắng nóng khu vực Nam Bộ liên tục tăng, có nơi đạt mức 38 độ C. Cùng lúc này, nguồn nước ở các tuyến sông xuống thấp, khiến cho nước mặn lấn sâu vào nội đồng. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre cho biết, năm nay mặn xâm nhập sớm, sâu và kéo dài hơn so với trung bình 10 năm gần nhất. Mặn bắt đầu xâm nhập từ tháng 11 năm 2023, kéo dài đến tháng 5 năm 2024. Hiện bên ngoài các nhánh sông chính ở Bến Tre đã bị mặn xâm nhập ở các mức độ khác nhau, có nơi độ mặn vượt 3 phần nghìn. Vào sâu nội địa hơn 40 km dọc theo sông chính, tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, làm sụt lún đất, đường giao thông, nhiều kênh mương trong vùng cạn nước, giao thông đường thủy tê liệt. Với mức xâm nhập mặn như hiện nay, nguy cơ xảy ra thiếu nước cho khoảng hơn 56.000 ha lúa ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Ngoài ra, xâm nhập mặn cũng có khả năng ảnh hưởng đến vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích khoảng 43.300 ha ở Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn cũng gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cho các hộ dân sống phân tán và công trình cấp nước tập trung khai thác nước mặt khu vực ven biển ở nhiều địa phương như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Học sinh nhiều địa phương trên cả nước đã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Nắm bắt tâm lý của các em học sinh sau kỳ nghỉ dài, các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những cách thức tổ chức lớp học sáng tạo, giúp học trò hứng khởi và nhanh chóng bắt nhịp với nền nếp học tập. Ngay những ngày đầu học sinh đến trường sau Tết, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về việc học, chủ động kế hoạch giáo dục đã được xây dựng và có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng vẫn phải bảo đảm đúng nội dung, chương trình của các khối lớp. Tất cả các cô giáo của nhà trường thì cũng đã chuẩn bị rất là tốt về các giáo án điện tử. Trong đó thì có lồng ghép rất là nhiều các trò chơi tìm hiểu kiến thức rất là vui, sôi nổi dành cho các em học sinh. Và qua đó thì đã giúp các em học sinh rất là tạo được cái sự hứng khởi, hứng thú và rất là tự giác tích cực tham gia hăng hái xây dựng phát biểu bài trong các tiết học. Với nhiều cách làm, đa số học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều ổn định tốt nền nếp học tập, duy trì nghiêm túc điểm danh sĩ số, dạy đúng dạy đủ theo chương trình học, bài học của tuần học đầu tiên Xuân Giáp Thìn. Ở mỗi lớp học, giáo viên và học sinh đều thể hiện sự hào hứng, phấn khởi cho một kỳ học mới. Quay lại trường, con được chơi những trò chơi vui nhộn và những buổi tiết học hay. Con cảm thấy rất vui và con sẽ cố gắng trong kỳ học này. Với các trường tổ chức học bán trú,
100% các nhà trường đã tổ chức ăn bán trú ngay từ ngày đầu tiên học sinh trở lại trường nhằm bảo đảm kế hoạch dạy học, sinh hoạt ổn định. Việc sớm ổn định nền nếp dạy học và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt ngay sau Tết Nguyên đán là tiền đề để thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu cao hơn trong năm học mới, từ đó tiếp tục đổi mới căn bản, hoàn thiện giáo dục và đào tạo.